Thôi, xin giới thiệu với cả nhà cái là máy khoan từ thương hiệu là Kaken. Chúng ta thấy đây tổng thể cái máy thì bây giờ mình sẽ xem cái máy này nhé. Đầu tiên đó là cái hiệu, đó là hiệu Kaken. Thì cái hiệu Kaken này thì nó cũng là một cái thương hiệu quốc gia, có logo ở đây trên thân máy, có dán ở đây cũng như là có trên mặt nạ chữ Kaken. Cái model ở đây đó là cái model, chúng ta xem model nhé. Cái model đó là SCI42HD, sử dụng điện áp 220V 1 pha, công suất là 1580W, khả năng khoan được tối đa là 42 ly, lực hít đế từ là 14.500 newton. Tốc độ không tải chúng ta có thể điều chỉnh vô cấp được từ 100 cho đến 700 vòng trên 1 phút. Và máy đã có cái chuẩn ROHS như CE. Rồi, đây là cái phần đế từ nè. Đây là cái bình làm mát. Rồi, chúng ta xem cái phía bên kia nhé. Bên đây cũng có chữ Kaken. Rồi, đây là cái tay nắm, tay nắm chúng ta để kéo khoan. Còn ở đây thì cái phần điều khiển thì chúng ta thấy ở đây có nè. Đầu tiên đó là cái nút đóng mở đế từ. Thì chúng ta đóng mở cái này thì nó sẽ cấp nguồn điện cho đế từ. Cái này là cái cầu chì. Và cái này là cái đóng mở động cơ. Ở đây nó có cái chữ motor đây, chúng ta đóng thì nó sẽ chạy động cơ. Còn ở đây là cái phần điều chỉnh tốc độ vô cấp từ 100 cho đến 700 vòng trên 1 phút. Cái này thì khi mà chúng ta khoan trên thép thì chúng ta cứ để tối đa như thế này, chúng ta không nên chỉnh cái này nhiều. Thật ra cái này để điều chỉnh là nó sẽ rơi vào một số trường hợp như thế này mà chúng ta có thể chỉnh được nè. Ví dụ như chúng ta dùng cái máy này để khoan trên ống. Thì khi mà chúng ta khoan trên ống thì chúng ta có thể chỉnh tốc độ nó thấp xuống một tí. Hoặc là những cái size mà lớn lớn mà chúng ta có thể chỉnh tốc độ xíu xuống một tí thì nó sẽ dễ khoan. Hoặc là chúng ta khoan lên cái vật liệu mềm á, chúng ta có thể chế cái đế từ này nó hút trên cái tấm thép, xong chúng ta dùng để khoan những vật liệu như là gỗ hay là nhựa gì đó mà không phải kim loại á, thì chúng ta có thể chỉnh được ở đây. Còn khi mà khoan trên thép thì chúng ta cứ để tối đa nhé, tại vì thực ra khi mà mình chỉnh như thế này á, tốc độ nó chậm lại và đồng nghĩa với lại cái moment của cái động cơ nó cũng sẽ có cái giảm sút xuống. Cho nên nếu mà mình để như thế này mình khoan biết thì trở nên là vô tình mình để cho cái máy mà nó yếu đi. Rồi, mình cứ để tối đa. Lưu ý thì đối với cái dòng máy là nó xài cầu chì chỗ thang. Cầu chì thì ở đây, còn đây là chỗ thang nhé. Thì khi nào chỗ thang mòn chúng ta phải thay nhé. Lưu ý nhé, nếu mà không thay nó sẽ cháy cái ruột bên trong. Nó cũng giống như cái động cơ cầm tay thôi. Rồi, thì bây giờ để gắn cái mũi khoan vô thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Thì lưu ý cái máy này thì nó chỉ có như vậy thôi. Đó, hướng dẫn sử dụng cầu chì sẽ cua cũng như là dây an toàn. Dây này chúng ta làm việc trên cao chúng ta cột nó lại thôi. Còn đối với cái 42HD này thì nó có thể mua cái option nè. Chúng ta mua cái bộ này để chúng ta gắn cái mũi khoan thường này từ 16 ly trở xuống. Đây là cái bộ adapter chuyển đổi đây. Cái bộ này chúng ta mua thêm nhé, máy nó không có nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể mua mũi khoan từ. Như cái máy này xài được phi 42 lớn nhất thì chúng ta mua cái mũi 42, ví dụ như đây, đây là mũi 42. Đây là cái mũi phi 42 thương hiệu Unifast đây. Thì bây giờ để gắn cái mũi khoan từ cũng như là gắn cái đầu cặp này vào trong máy này thì mình sẽ hướng dẫn nhé. Mình muốn gắn cái mũi khoan đây, đây là cái mũi khoan từ nè. Thì chúng ta trước khi mà mình muốn gắn cái mũi khoan từ này á thì mình sẽ cho cái mũi định tâm này vào nhé. Cái mũi định tâm này á, thì có vai trò đó là để mình xác định cái tâm lỗ. Đó, chúng ta xác định cái tâm lỗ nè. Thì trong quá trình khoan thì cái mũi này nó sẽ đẩy lên trên và nó thụt vào trong cái cán của cái máy khoan. Đồng thời là nước làm mát nó cũng sẽ chung vào bên trong này, nó làm mát cái mũi. Khi chúng ta khoan xong thì cái lò xo nó sẽ đẩy cái phần này phôi ở trong cái mũi này ra ngoài. Rất là tiện lợi nhé. Rồi, để gắn vào thì chúng ta lưu ý ở đây có hai con lục giác, và chúng ta sử dụng cái lục giác mà kèm theo máy là chúng ta tháo nó ra.
Rồi chúng ta tháo xong thì chúng ta để cái phần ván này ngay với con lục giác nhé. Sau đó mình siết chặt lại. Rồi chúng ta siết chặt lại thì xem như là mình đã gắn được cái phần mũi khoan từ vào trong cái máy khoan từ SCA42HD này rồi. Rồi bây giờ để gắn cái phần đầu kẹp ba chấu này, cái đầu kẹp măng ranh này, cái phần này là option mua thêm nhé. Thì ở đây nó gồm có một cái đầu kẹp măng ranh và cái phần đuôi này. Cái đuôi này thì giống như mũi khoan từ rồi. Chúng ta sẽ gắn vào nhé. Trước tiên thì mình sẽ tháo cái mũi này ra cái đã. Rồi ở đây thì nó có cái phần vát cũng giống như cái đế từ luôn rồi, thì chúng ta chỉ có việc để vô cũng gắn giống như gắn mũi khoan từ là xong. Đây. Chúng ta nhớ là phải siết chặt con lục giác này vô nhé. Rồi việc còn lại đó là mình gắn mũi khoan vô là xong. Rồi như vậy là mình đã gắn cái mũi khoan thường vào trong cái máy khoan từ rồi. Như vậy thì chúng ta cái máy này tuy là nhỏ nhưng mà chúng ta cũng sử dụng được hai lò mũi, rất là tiện lợi. Chúng ta lưu ý nhé, ở đây là có cái phần núm điều chỉnh tốc độ vô cấp thì chúng ta cứ để tối đa. Rồi xong. Còn trong quá trình khoan thì chúng ta nhớ là cho nước làm mát vào bên trong này để nó xuống đây và nó làm mát. Tuy nhiên là nước làm mát thì chỉ làm mát cho mũi khoan từ này thôi nhé. Còn cái mũi này là mũi khoan sáng thì chúng ta không có cho làm mát, tại vì cái mũi này là mũi đặt ruột rồi nhé. Chỉ có cái mũi này đặc biệt, mũi này thì mới làm mát. Chúng ta lưu ý đây là cái mũi khoan từ hợp kim. Thì đến thời điểm này thì cái lò mũi này nó cũng gọi là cái lò mũi mà cái tốc độ cắt rất là nhanh. Thế nói là tối ưu hóa ở cái thời điểm này là thứ nhất, thứ hai nữa là giá thành của nó cũng tương đối là mềm. Chúng ta cũng có thể mua cái mũi này. Ở đây thì sẵn giới thiệu luôn, thì đây là mũi thương hiệu Unifast nha. Chúng ta có thể sử dụng cái lò mũi này để chúng ta khoét trên thép thì rất là tuyệt vời rồi. Vì ở đây nó có những cái chip hợp kim này. Chip hợp kim này là siêu cứng, cắt được trên các là thép luôn. Rồi như vậy thì việc sử dụng cái máy khoan từ SCA42HD thương hiệu Kaken này thì tương đối là đơn giản rồi. Chúng tôi cơ khí 24 giờ thì cung cấp rất nhiều loại máy khoan từ, tùy theo cái nhu cầu khách hàng mà sẽ có cái loại máy phù hợp. Có thể tham khảo thêm ở website cũng như là liên hệ qua điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn cái loại phù hợp nhất nhé. Rồi xin cảm ơn.